Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hán dịch Sa Môn Thật Sa Nan Đà, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Tập 22. Quyển 65 Phẩm và Pháp Giới thứ 39, phần 6. 10 Từ hạnh đồng nữ, phó thác thứ 10 quán đảnh trụ. Kinh văn: Bấy giờ thiện tài đồng tử ở chỗ thiện tri thức khởi tâm rất tôn trọng, sinh sự hiểu biết rộng lớn thanh tịnh, thường nghĩ đại thừa, truyền cầu trí huệ của Phật, nguyện thấy chư Phật quán cảnh pháp giới, trí huệ không chướng ngại thực hiện ở trước, quyết định biết rõ bờ mé chân thật của các pháp, bờ mé thường trụ, bờ mé các sát na của tất cả ba đời, bờ mé như hư không, bờ mé không hai, bờ mé tất cả pháp không phân biệt, bờ mé tất cả nghĩa không chướng ngại, bờ mé tất cả kiếp không thất hoại, bà mé tất cả như lai không bà mé. Đối với tất cả chư Phật, tâm không phân biệt, phá các lưới tưởng, lìa các chấp trước, chẳng chấp lấy chư Phật chúng hội đạo tràng, cũng chẳng thủ lấy cõi Phật thanh tịnh, biết các chúng sinh đều không có cái ta, biết tất cả tiếng đều như vang, biết tất cả sắc đều như hình bóng. Giảng giải. Lúc đó thiện tài đồng tử đối với thiện tri thức sinh tâm rất tôn trọng, lại sinh ra trí huệ hiểu biết rộng lớn thành tịnh, cho nên ngài thường nghĩ về pháp đại thừa, chuyên tâm nghiên cứu cầu trí huệ của Phật, hy vọng thường thấy được tất cả chư Phật thường trụ trong mười phương quán sát cảnh giới tất cả pháp giới, trí huệ không chướng ngại thường thường hiện ra ở trước ngài. Ngài quyết định biết rõ bờ mé thật tánh của tất cả các pháp, biết được bờ mé thường trụ không đổi, thấu hiểu bờ mé các sát na tất cả ba đời, quá khứ hiện tại vị lai. Sát na là thời gian rất ngắn, trí huệ của ngài quan sát được thời gian vi tế, biết rõ bờ mé thời gian và bờ mé hư không chẳng phải hai bờ mé khác nhau, mà trên thực tế cả hai đều là một thể, lại biết rõ tất cả các pháp thật tướng chẳng có bờ mé phân biệt, vì chúng sinh nơi lý chẳng rõ mới sinh ra tâm phân biệt, lại biết rõ tất cả nghĩa lý không có bờ mé chướng ngại, lại biết rõ tất cả kiếp chẳng có bờ mé thành trụ hoại không, lại biết rõ tất cả như lai chẳng có bờ mé. Do đó có câu Phật Phật thông với nhau, cho nên ngài đối với tất cả chư Phật tâm không phân biệt, phá trừ tất cả lưới vọng tưởng. Vọng tưởng giống như tấm lưới lớn trói chặt con người, chướng ngại hướng về bồ đề giác đạo. Trong trần như thật tánh chẳng có chút tưởng niệm nào, thậm chí cũng chẳng có vọng tưởng muốn khai ngộ. Ngài lìa khỏi mọi sự chấp trước, chẳng chấp lấy cảnh giới chúng hội đạo tràng của chư Phật, cũng chẳng thủ lấy cảnh giới cõi nước chư Phật thanh tịnh, biết tất cả chúng sinh đều không có cái ta, biết tất cả âm thanh đều như tiếng vang, có tiếng mới có vang, chẳng có tự tánh thật thể. Trong kinh Kim Cang có nói: Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như điện, hãy quan sát như vậy. Ngài lại biết sắc tướng của tất cả sự vật đều như hình bóng chẳng có thật tánh. Thiện tài đồng tử từ từ đi về hướng nam đến thành Sư Tử Phấn Tấn, đi khắp nơi tìm kiếm tử hạnh đồng nữ. Nghe nói đồng nữ này là con gái của vua Sư Tử Tràng, có 500 đồng nữ hầu hạ, trụ ở điện Tỳ Lô Giá Na Tạng, ngồi trên tòa Long Thắng Chiên Đàng Túc Kim Tuyền Võng Thiên Y mà nói diệu pháp. Thiện tài đồng tử từ từ đi về hướng nam đến thành Sư Tử Phấn Tấn rồi, bèn đi khắp nơi tìm kiếm tử hạnh đồng nữ. Ngài nghe một số người tu hành nói, đồng nữ này là con gái của vua Sư Tử Tràng, có 500 đồng nữ hầu hạ. Hiện cô ta đang ở trong điện Tỳ Lô Giá Na Tạng, ngồi trên tòa Long Thắng Chiên Đàng Túc Kim Tuyền Võng Thiên Y, vì tất cả cung nữ của vua Sư Tử Tràng mà diễn nói diệu pháp. Thành Sư Tử Phấn Tấn là chỗ ở của vua Sư Tử Tràng, biểu thị ông ta có thể chấn động, chiếu khắp, trụ trì thế giới tự tại vô ý. Từ hạnh đồng nữ, cô ta biết được căn tánh chúng sinh điều phục họ, dùng từ làm hạnh, trong trí sinh huệ, có thể xử thế không nhiễm, cho nên gọi là đồng nữ. Nhờ học được 10 thứ trí huệ của Như Lai, đây là quán đảnh trụ thứ 10, vì do quán không đắc được tâm vô sinh là tối thượng thủ. Các dòng nước Phật Pháp được quán trên đảnh của ngài. Thiện tài nghe rồi đi đến cửa cung vua để tìm kiếm đồng nữ đó, bèn thấy vô lượng chúng đi vào trong cung. Thiện tài hỏi rằng: Hôm nay các vị đi đâu vậy? Họ đều đáp rằng: Chúng tôi đến chỗ từ hạnh đồng nữ để nghe diệu pháp. Thiện tài đồng tử bèn nghĩ như vậy: Cửa cung vua này không có ai canh gác, ta cũng nên đi vào. Thiện tài đồng tử nghe rồi bèn đi đến cửa cung vua Sư Tử Tràng,
để tìm kiếm từ hạnh đồng nữ đó. Ngài thấy vô lượng chúng sinh đều đi vào trong cung, Thiện Tài bèn hỏi rằng: các vị hôm nay đi đâu vậy? Họ đều đáp rằng: chúng tôi đi vào cung vua chỗ từ hạnh đồng nữ để lắng nghe ngài diễn nói diệu pháp. Thiện Tài đồng tử bèn nghĩ: như vậy cửa cung vua này không có ai canh gác, ta cũng nên đi vào. Thiện Tài vào rồi thấy điện Tỳ Lô Giá Na Tạng đất bằng pha lê, cột bằng lưu ly, tường bằng kim cang, vách bằng vàng xếp phù đàn, dùng trong ngàn ánh sáng làm cửa nẻo, có tàng kỳ mani báu dùng làm trang nghiêm, gương bảo tạng mani trang nghiêm chung quanh, dùng mani báu tốt nhất thế gian để trang nghiêm, có vô số lưới báu che phủ phía trên, trăm ngàn linh vàng vào ra âm thanh kỳ diệu, có các thứ báu không thể nghĩ bàn nghiêm sức như thế. Từ hạnh đồng nữ đó da màu sắc vàng, mắt màu tím biếc, tóc màu xanh biếc, dùng phạm âm để diễn nói pháp. Thiện Tài đồng tử đi vào cửa cung vua rồi, nhìn thấy cung điện Tỳ Lô Giá Na Tạng đất làm bằng pha lê, cột làm bằng lưu ly để nghiêm sức cung điện đó. Tường cung điện làm bằng kim cang, vách làm bằng vàng diêm phủ đàn, dùng trăm ngàn ánh sáng các châu báu làm cửa nẻo. Lại có tăng kỳ mani báu dùng để trang nghiêm cung điện đó. Lại dùng kính bảo tạng mani trang nghiêm khắp chung quanh tứ phía, ánh sáng với ánh sáng chiếu nhau dùng để trang nghiêm. Dùng mani báu tốt nhất thế gian để trang nghiêm, có vô số lưới báu che phủ phía trên cung điện, có trăm ngàn linh bằng vàng đều vang ra âm thanh vi diệu, có các thứ báu không thể nghĩ bàn nghiêm sức cung điện như thế. Cho nên pháp môn của Từ Hạnh đồng nữ cũng gọi là phổ trang nghiêm. Da của Từ Hạnh đồng nữ màu sắc vàng, mắt màu tím biếc, tóc màu xanh biếc, dùng phạm âm thanh tịnh để diễn nói vi diệu pháp. Thiện Tài thấy rồi bèn đảnh lễ Từ Hạnh đồng nữ, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, chắp tay lại mà nói như vậy: Đức Thánh còn trước đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Thiện Tài đồng tử thấy đủ thứ sự trang nghiêm như vậy rồi, bèn đảnh lễ Từ Hạnh đồng nữ, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, chắp tay lại mà nói như vậy: Đức Thánh còn trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà con vẫn còn chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu hành Bồ Tát đạo. Còn nghe Thắng Nhiệt Bà La Môn giới thiệu Đức Thánh ngài khéo chỉ dạy chúng sinh, xin hãy vì con mà diễn nói diệu pháp. Bấy giờ Từ Hạnh đồng nữ bảo Thiện Tài rằng: Thiện nam tử, người hãy quan sát cung điện của ta. Thiện Tài đảnh lễ quan sát khắp cùng, thấy trong mỗi tường vách, trong mỗi cột trụ, trong mỗi tấm gương, trong mỗi tướng, trong mỗi hình, trong mỗi mani báu, trong mỗi đồ trang nghiêm, trong mỗi linh bằng vàng, trong mỗi cây báu, trong mỗi hình bóng báu, trong mỗi anh lạc báu, đều thấy tất cả Như Lai pháp giới từ sơ phát tâm tu Bồ Tát hạnh, thành tiểu viên mãn đại nguyện đầy đủ công đức, thành đẳng chánh giác, truyền diệu pháp luân cho đến thị hiện vào niết bàn. Hình ảnh như vậy thảy đều hiện khắp như ở trong nước trong, khắp hiện ra mặt trời, mặt trăng, tinh tú, hết thảy các hình tướng trong hư không, đó là do sức can lành trong đời quá khứ của Từ Hạnh đồng nữ. Lúc đó Từ Hạnh đồng nữ bảo Thiện Tài rằng: Thiện nam tử, người hãy quan sát sự trang nghiêm trong cung điện của ta. Thiện Tài đảnh lễ rồi liền quan sát khắp cùng cung điện Tỳ Lô Giá Na Tạng, thấy trong mỗi tường vách, trong mỗi cột trụ, trong mỗi tấm gương, trong mỗi tướng, trong mỗi hình, trong mỗi mani báu, trong mỗi đồ trang nghiêm, trong mỗi linh bằng vàng, trong mỗi cây báu, trong mỗi hình bóng báu, trong mỗi anh lạc báu, đều thấy hết thảy tất cả Như Lai pháp giới thị hiện từ lúc ban đầu phát tâm Bồ Đề tu Bồ Tát hạnh, thành tựu viên mãn đại thệ nguyện đầy đủ tất cả công đức, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, truyền diệu pháp luân cho đến thị hiện vào niết bàn. Đủ thứ những bổn sự của chư Phật như vậy thảy đều hiện khắp trong đồ trang nghiêm, như trong bổn nước trong, khắp hiện ra mặt trời, mặt trăng, tinh tú, hết thảy các hình tướng trong hư không. Do đó có câu: Nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy nguyệt, nhất nguyệt nhiếp, nghĩa là mặt trăng hiện khắp nơi có nước, tất cả bóng trăng dưới nước chỉ một mặt trăng. Đủ thứ cảnh giới trang nghiêm đó đều do sức căn lành thành tựu trong đời quá khứ của Từ Hạnh đồng nữ. Bây giờ Thiện Tài đồng tử nghĩ nhớ thấy hình tướng của chư Phật, chắp tay chiêm ngưỡng Từ Hạnh đồng nữ. Bây giờ Từ Hạnh đồng nữ bảo Thiện Tài rằng: Thiện nam tử, đó là môn Bát Nhã Ba La Mật phổ trang nghiêm, ta ở chỗ các đức Phật nhiều như số cát 36 sông Hằng cầu được pháp này.
Các Đức Như Lai đó đều dùng pháp môn khác khiến cho ta vào môn bát nhã ba la mật phủ trang nghiêm. Những gì một vị Phật nói thì các vị Phật khác không nói lại. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử nghĩ nhớ thấy hình tướng của chư Phật trong tất cả đồ trang nghiêm, sau đó chắp tay chiêm ngưỡng tử hạnh đồng nữ, im lặng mong cầu tử hạnh đồng nữ, vì Ngài khai thị đủ thứ những cảnh giới đó. Lúc đó tử hạnh đồng nữ bảo Thiện Tài rằng: Thiện nam tử, đó là môn bát nhã ba la mật phổ trang nghiêm, ta ở chỗ các đức Phật nhiều như số cát 36 sông Hằng cầu được pháp này, chư Phật nhiều như số cát 36 sông Hằng đó đều dùng pháp môn khác khiến cho ta chứng nhập vào môn bát nhã ba la mật phổ trang nghiêm. Pháp môn của mỗi vị Phật nói thì các vị Phật khác không nói lại. Phổ trang nghiêm có hai ý nghĩa: một, do bát nhã chiếu tất cả pháp, trong y có chánh, trong một có nhiều, về nương sở đắc, tức không có gì mà chẳng hiện. Trong kinh Bát Nhã có nói: rõ sắc là bát nhã, tất cả pháp hướng về sắc. Hai, do chứng được bát nhã đã đầy đủ trang nghiêm các độ, cho nên sở chứng sở thành cũng trang nghiêm vô tận. 36 số các sông Hằng biểu thị bậc trụ viên mãn, tức trong 6 độ, mỗi một độ đều đầy đủ 5 độ kia, nên 6 lần 6 là 36. Pháp môn của mỗi vị Phật đều khác nhau, đều có đặc tính khác nhau, nhưng pháp pháp vô ngại. Một nghiêm tất cả nghiêm, nên tùy theo một pháp đều quy về pháp giới. Hiện tại bạch rằng: Đức Thánh, cảnh giới môn bát nhã ba la mật phổ trang nghiêm này như thế nào? Hiện tại đồng tử hỏi tử hạnh đồng nữ rằng: Đức Thánh, cảnh giới môn bát nhã ba la mật phổ trang nghiêm này như thế nào? Đồng nữ đáp rằng: Thiện nam tử, khi ta vào môn bát nhã ba la mật phổ trang nghiêm này, tùy thuận xu hướng, suy ngẫm quán sát, nhớ chỉ phân biệt, thì đắc được phổ môn Đà La Ni, trăm vạn a tăng kỳ Đà La Ni thảy đều hiện tiền. Tự hạnh đồng nữ đáp rằng: Thiện nam tử, khi ta nhập vào môn bát nhã ba la mật phổ trang nghiêm này, ta dùng sự nhậm vận tự tại, tùy thuận xu hướng, một lòng suy ngẫm quán sát, chuyên tâm nhớ chỉ phân biệt pháp môn này, thì bèn đắc được phổ môn Đà La Ni, vì dùng trí làm thể, do đó mà đắc được bát nhã phổ trang nghiêm, cho nên có thể tổng trì vạn pháp, một trì tất cả đều trì, cho nên gọi là phổ môn. Lại dùng viên dung thập trụ, cho nên đắc được vô lượng trăm vạn a tăng kỳ môn Đà La Ni, thể đều hiện tiền ở trước ta, đó là môn Đà La Ni cõi Phật, môn Đà La Ni Phật, môn Đà La Ni pháp, môn Đà La Ni chúng sinh, môn Đà La Ni quá khứ, môn Đà La Ni vị lai, môn Đà La Ni hiện tại, môn Đà La Ni bờ mé thường trụ. Đó là môn Đà La Ni cõi Phật tùy ý đi đến, môn Đà La Ni thấy khắp tất cả Phật, môn Đà La Ni minh bạch tất cả pháp, môn Đà La Ni hay nhiếp thọ tất cả chúng sinh, môn Đà La Ni biết được quá khứ, môn Đà La Ni biết được vị lai, môn Đà La Ni biết được hiện tại, môn Đà La Ni biết được bờ mé thường trụ. Tám thứ môn Đà La Ni này là Đà La Ni ý chánh lý sự. Môn Đà La Ni phước đức, môn Đà La Ni phước đức trợ đạo cụ, môn Đà La Ni trí huệ, môn Đà La Ni trí huệ trợ đạo cụ, môn Đà La Ni các nguyện, môn Đà La Ni phân biệt các nguyện, môn Đà La Ni tập các hạnh, môn Đà La Ni thanh tịnh hạnh, môn Đà La Ni viên mãn hạnh. Lại có môn Đà La Ni phước đức, môn Đà La Ni phước đức đạo trợ đạo cụ, môn Đà La Ni trí huệ, môn Đà La Ni trí huệ trợ đạo cụ, môn Đà La Ni các nguyện, môn Đà La Ni phân biệt được các nguyện, môn Đà La Ni tụ tập các hạnh, môn Đà La Ni tu hạnh thanh tịnh, môn Đà La Ni viên mãn tu Bồ Tát hạnh. Chín thứ môn Đà La Ni này là thuộc về Đà La Ni nguyện hạnh. Môn Đà La Ni nghiệp, môn Đà La Ni nghiệp chẳng mất hoại, môn Đà La Ni nghiệp lưu chảy, môn Đà La Ni nghiệp đã làm, môn Đà La Ni xả lìa ác nghiệp, môn Đà La Ni tu tập chánh nghiệp, môn Đà La Ni nghiệp tự tại, môn Đà La Ni nghiệp hạnh, môn Đà La Ni trì thiện hạnh. Lại có môn Đà La Ni hay tiêu tất cả nghiệp chướng, lại có môn Đà La Ni nghiệp đã tạo ra chẳng mất hoại, lại có môn Đà La Ni tạo nghiệp nghiệp lưu truyền, lại có môn Đà La Ni nghiệp đã làm, lại có môn Đà La Ni xả lìa tất cả ác nghiệp, lại có môn Đà La Ni tu tập tất cả chánh nghiệp, lại có môn Đà La Ni đắc được tất cả nghiệp tự tại, lại có môn Đà La Ni tu tất cả nghiệp hạnh, lại có môn Đà La Ni tu trì thiện hạnh. Chín thứ môn Đà La Ni này thuộc về Đà La Ni nghiệp. Môn Đà La Ni tam muội, môn Đà La Ni tùy thuận tam muội, môn Đà La Ni quán sát tam muội,
Môn Đà La Ni cảnh giới Tam Muội, Môn Đà La Ni từ Tam Muội khởi, Môn Đà La Ni thần thông, lại có Môn Đà La Ni Tam Muội, lại có Môn Đà La Ni tùy thuận Tam Muội, lại có Môn Đà La Ni quán sát Tam Muội, lại có Môn Đà La Ni cảnh giới Tam Muội, lại có Môn Đà La Ni từ Tam Muội khởi, lại có Môn Đà La Ni tất cả thần thông. Sáu thứ Môn Đà La Ni này thuộc về Đà La Ni chánh thọ thể dụng. Môn Đà La Ni biển tâm, Môn Đà La Ni đủ thứ tâm, Môn Đà La Ni tâm ngay thẳng, Môn Đà La Ni chiếu tâm rừng rậm, Môn Đà La Ni điều tâm thanh tịnh. Lại biết Môn Đà La Ni tâm như biển, hay chỉ tất cả cảnh giới. Lại biết Môn Đà La Ni chúng sinh đủ thứ tâm. Lại biết Môn Đà La Ni tâm ngay thẳng là đạo tràng, chẳng có chút xiểm nịnh nào. Lại biết Môn Đà La Ni tự dùng trí huệ bát nhã, chiếu rõ tâm phiền não rừng rậm của tất cả chúng sinh. Lại biết Môn Đà La Ni điều phục tâm, khiến cho thanh tịnh. Năm thứ Môn Đà La Ni này là Đà La Ni các tâm tịnh nhiễm. Môn Đà La Ni biết chúng sinh từ đâu sinh, Môn Đà La Ni biết chúng sinh phiền não hành, Môn Đà La Ni biết phiền não tập khí, Môn Đà La Ni biết phiền não phương tiện, Môn Đà La Ni biết kiến giải của chúng sinh, Môn Đà La Ni biết hạnh chúng sinh, Môn Đà La Ni biết hạnh chúng sinh khác nhau, Môn Đà La Ni biết tánh chúng sinh, Môn Đà La Ni biết dục của chúng sinh, Môn Đà La Ni biết tưởng của chúng sinh, Môn Đà La Ni biết chúng sinh do nhân duyên gì mà sinh, Môn Đà La Ni biết mỗi chúng sinh do hành vi gì mà bị phiền não ràng buộc, Môn Đà La Ni biết phiền não của chúng sinh đều do tập khí xấu đời trước tích tụ mà thành, Môn Đà La Ni biết dùng phiền não phương tiện thiện xảo để hóa độ chúng sinh, khiến cho họ biết rõ phiền não tức Bồ Đề, Môn Đà La Ni biết kiến giải của chúng sinh, Môn Đà La Ni biết hạnh của chúng sinh, Môn Đà La Ni biết đủ thứ hạnh của chúng sinh khác nhau, Môn Đà La Ni biết căn tánh chúng sinh khác nhau, Môn Đà La Ni biết dục niệm của chúng sinh khác nhau, Môn Đà La Ni biết vọng tưởng của chúng sinh khác nhau. Mười thứ Đà La Ni này là Đà La Ni hiểu biết về sự giáo hóa chúng sinh. Môn Đà La Ni thấy khắp mười phương, Môn Đà La Ni thuyết pháp, Môn Đà La Ni đại bi, Môn Đà La Ni đại từ, Môn Đà La Ni tịch tĩnh, Môn Đà La Ni đường lời nói, Môn Đà La Ni phương tiện chẳng phải phương tiện, Môn Đà La Ni tùy thuận, Môn Đà La Ni khác biệt, Môn Đà La Ni vào khắp, Môn Đà La Ni vô ngại, Môn Đà La Ni khắp cùng, Môn Đà La Ni Phật pháp, Môn Đà La Ni pháp Bồ Tát, Môn Đà La Ni pháp Thanh Văn, Môn Đà La Ni pháp Độc Giác, Môn Đà La Ni pháp Thế Gian. Lại có Môn Đà La Ni thấy khắp đạo tràng chúng hội của chư Phật mười phương, lại có Môn Đà La Ni thuyết pháp chẳng có chướng ngại, lại có Môn Đà La Ni đại bi ban vui cho chúng sinh, lại có Môn Đà La Ni đại từ cứu khổ chúng sinh, lại có Môn Đà La Ni biết tự tánh vốn tịch tĩnh vắng lặng, do đó có câu không thấy có chút pháp sanh, không thấy có chút pháp diệt. Lại biết Môn Đà La Ni đường lời nói của chúng sinh khác nhau, lại biết Môn Đà La Ni lúc nào dùng phương tiện để giáo hóa chúng sinh, lúc nào chẳng dùng pháp phương tiện. Lại biết Môn Đà La Ni tùy thuận chúng sinh, lại biết Môn Đà La Ni khác biệt, Môn Đà La Ni vào khắp cõi chúng sinh, Môn Đà La Ni bờ mé lý thể vô ngại. Lại biết Môn Đà La Ni khắp cùng mười phương, lại có Môn Đà La Ni Phật pháp, lại có Môn Đà La Ni pháp Bồ Tát, lại có Môn Đà La Ni pháp Thanh Văn tu tập pháp Bốn Đế, khổ tập diệt đạo, lại có Môn Đà La Ni pháp Độc Giác quán 12 nhân duyên, lại có Môn Đà La Ni pháp Thế Gian. 17 thứ Môn Đà La Ni này thuộc về Đà La Ni tri thức giáo hóa chúng sinh. Môn Đà La Ni thế giới thành, Môn Đà La Ni thế giới hoại, Môn Đà La Ni thế giới trụ, Môn Đà La Ni thế giới tịch, Môn Đà La Ni thế giới cấu, Môn Đà La Ni nơi thế giới cấu hiện tịnh, Môn Đà La Ni nơi thế giới tịnh hiện cấu, Môn Đà La Ni thế giới thuần cấu, Môn Đà La Ni thế giới thuần tịnh, Môn Đà La Ni thế giới bằng phẳng, Môn Đà La Ni thế giới chẳng bằng phẳng, Môn Đà La Ni thế giới úp, Môn Đà La Ni thế giới lưới nhân Đà La, Môn Đà La Ni thế giới chuyển, Môn Đà La Ni biết nương tưởng trụ, Môn Đà La Ni tế vào thô, Môn Đà La Ni thô vào tế. Lại có Môn Đà La Ni thế giới thành tựu, lại biết Môn Đà La Ni thế giới hủy hoại, lại biết Môn Đà La Ni thế giới trụ, lại biết Môn Đà La Ni thế giới tịnh trang nghiêm, đó đều là do nguyện lực của chư Phật Bồ Tát thành tựu.
Lại biết môn Đà La Ni, thế giới cấu nhiễm ô, đó đều là do nghiệp chướng của chúng sinh tu tập mà thành. Lại có môn Đà La Ni trong thế giới cấu nhiễm hiện ra thanh tịnh. Lại có môn Đà La Ni trong thế giới thanh tịnh hiện ra cấu nhiễm, đó là cảnh giới viên dung vô ngại. Trên thực tế, tất cả pháp đều là chẳng dơ chẳng sạch, chẳng tăng chẳng giảm. Hơn nữa, Bồ Tát có thể thích ứng với cơ nghi mà hiện ra thanh tịnh và nhiễm ô để giáo hóa tất cả chúng sinh. Lại có môn Đà La Ni thế giới thuần cấu, lại có môn Đà La Ni thế giới thuần tịnh, lại có môn Đà La Ni thế giới bằng phẳng không có lồi lõm, lại có môn Đà La Ni thế giới chẳng bằng phẳng, lại có môn Đà La Ni thế giới úp, lại có môn Đà La Ni thế giới lưới nhân Đà La, lại có môn Đà La Ni thế giới y chiếu quỹ đạo nhất định mà chuyển động không ngừng, trải qua thời kỳ thành trụ hoại không, lại có môn Đà La Ni biết tất cả chúng sinh đều nương tưởng mà trụ, lại có môn Đà La Ni tế vào thô, lại có môn Đà La Ni thô vào tế. 17 thứ môn Đà La Ni này là Đà La Ni biết biển cõi tự tại, môn Đà La Ni thấy chư Phật, môn Đà La Ni phân biệt thân Phật, môn Đà La Ni lưới quang minh Phật trang nghiêm, môn Đà La Ni âm viên mãn của Phật, môn Đà La Ni Phật pháp luân, môn Đà La Ni thành tựu Phật pháp luân, môn Đà La Ni sai biệt Phật pháp luân, môn Đà La Ni vô sai biệt Phật pháp luân, môn Đà La Ni giải thích Phật pháp luân, môn Đà La Ni chuyển Phật pháp luân, môn Đà La Ni hay làm Phật sự, môn Đà La Ni phân biệt Phật chúng hội, môn Đà La Ni vào biển Phật chúng hội, môn Đà La Ni chiếu khắp Phật lực, môn Đà La Ni trừ Phật tam muội, môn Đà La Ni trừ Phật tam muội tự tại dụng, môn Đà La Ni trừ Phật sở trụ, môn Đà La Ni trừ Phật sở trì, môn Đà La Ni trừ Phật biến hóa, môn Đà La Ni Phật biết tâm hạnh chúng sinh, môn Đà La Ni trừ Phật thần thông biến hiện, môn Đà La Ni trụ cung trời đâu xuất cho đến hiện vào niết bàn, môn Đà La Ni lợi ích vô lượng chúng sinh, môn Đà La Ni vào pháp thâm sâu, môn Đà La Ni vào vi diệu pháp. Lại có môn Đà La Ni thấy được chư Phật, lại có môn Đà La Ni phân biệt được thân Phật, lại có môn Đà La Ni lưới quang minh của Phật chiếu khắp trang nghiêm, lại có môn Đà La Ni âm viên mãn của Phật, lại có môn Đà La Ni Phật pháp luân, lại có môn Đà La Ni thành tựu Phật pháp luân, lại có môn Đà La Ni sai biệt Phật pháp luân, lại có môn Đà La Ni vô sai biệt Phật pháp luân. Tất cả pháp luân của chư Phật là tương đồng không phân biệt, chỉ là tùy thuận tâm chúng sinh mà thể hiện có khác nhau. Lại có môn Đà La Ni giải thích Phật pháp luân, lại có môn Đà La Ni truyền Phật pháp luân, lại có môn Đà La Ni hay làm Phật sự. Trong kinh Pháp Hoa có nói, Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời. Phật vì muốn khiến cho chúng sinh khai tri kiến Phật, ngộ nhập tri kiến Phật mà xuất hiện ra đời. Lại có môn Đà La Ni phân biệt được Phật chúng hội, lại có môn Đà La Ni vào biển Phật chúng hội, lại có môn Đà La Ni chiếu khắp mười lực của Phật, lại có môn Đà La Ni chư Phật tam muội, lại đắc được môn Đà La Ni chư Phật tam muội tự tại dụng, lại biết được môn Đà La Ni chư Phật sở trụ, lại biết được môn Đà La Ni chư Phật sở thọ trì, lại biết môn Đà La Ni chư Phật biến hóa, lại có môn Đà La Ni Phật biết tâm hạnh chúng sinh, lại biết môn Đà La Ni chư Phật thần thông biến hóa hiện ra ở trước, lại có môn Đà La Ni trụ ở cung trời đâu xuất cho đến hiện vào niết bàn, ở giữa trải qua một đâu xuất hàng sinh, hai nhập thai, ba xuất thai, bốn xuất gia, năm thành đạo, sáu hàng ma, bảy chuyển pháp luân, tám vào niết bàn. Lại có môn Đà La Ni lợi ích vô lượng chúng sinh, lại có môn Đà La Ni vào pháp thâm sâu, lại có môn Đà La Ni vào vi diệu pháp. 25 thứ môn Đà La Ni này là Đà La Ni biết được biển tự tại của Phật, môn Đà La Ni Bồ Đề Tâm, môn Đà La Ni khởi Bồ Đề Tâm, môn Đà La Ni trợ Bồ Đề Tâm, môn Đà La Ni các nguyện, môn Đà La Ni các hạnh, môn Đà La Ni thần thông, môn Đà La Ni xuất ly, môn Đà La Ni tổng trì thanh tịnh, môn Đà La Ni trí luân thanh tịnh, môn Đà La Ni trí huệ thanh tịnh, môn Đà La Ni Bồ Đề vô lượng, môn Đà La Ni tự tâm thanh tịnh, lại có môn Đà La Ni Bồ Đề Tâm, lại có môn Đà La Ni sinh khởi Bồ Đề Tâm, lại có môn Đà La Ni trợ Bồ Đề Tâm, lại có môn Đà La Ni tất cả các nguyện, lại có môn Đà La Ni tất cả các hạnh, lại có môn Đà La Ni thần thông, lại có môn Đà La Ni xuất ly ba cõi,
cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, lại có môn đà la ni tổng trì thanh tịnh, lại có môn đà la ni trí luân thanh tịnh, lại có môn đà la ni trí huệ thanh tịnh, lại có môn đà la ni bồ đề vô lượng vô biên, không thể dùng lời ví dụ, cũng không thể dùng tâm suy lượng, lại có môn đà la ni tự tâm thanh tịnh. 12 thứ môn đà la ni này là đà la ni minh bạch nhân quả bồ đề, tự tâm thanh tịnh tức cũng là tánh tịnh bồ đề. Tử hạnh đồng nữ chỉ nói sơ lược 118 thứ môn đà la ni, nếu nói tỉ mỉ thì có vô lượng a tăng kỳ môn đà la ni, thậm chí có thể đầy khắp hư không pháp giới. Thiện nam tử, ta chỉ biết môn bát nhã ba la mật phổ trang nghiêm này, như các đại bồ tát tâm rộng lớn đồng cõi hư không, vào nơi pháp giới phước đức thành tựu viên mãn, trụ pháp xuất thế, xa hạnh thế gian, mắt trí huệ thanh tịnh, quán các pháp giới, huệ tâm rộng lớn như hư không, tất cả cảnh giới thầy đều thấy rõ, đắc được bậc đại quang minh tạng vô ngại, khéo phân biệt được nghĩa tất cả các pháp, thực hành hạnh thế gian mà chẳng nhiễm pháp thế gian, hay lợi ích cho đời mà chẳng bị thế gian phá hoại, khắp làm chỗ nương tựa cho tất cả thế gian, biết khắp tâm hạnh của tất cả chúng sinh, tùy sở ứng mà vì họ nói pháp, đối với tất cả mọi thời luôn được tự tại, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Tử hạnh đồng nữ tiếp tục nói, thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn bát nhã ba la mật phổ trang nghiêm này, như tất cả các đại bồ tát, tâm của các ngài rộng lớn vô biên, lượng đồng cõi hư không pháp giới, các ngài hay vào nơi pháp giới, với pháp giới mà làm một, pháp thân đầy khắp mười phương, phước đức của các ngài đã thành tựu viên mãn, trụ trong pháp xuất thế, ra lìa tất cả khổ hạnh thế gian, mắt trí huệ của các ngài thanh tịnh, chiếu rõ các pháp thật tướng, trừ diệt vô minh ngu si của phàm phu, các ngài quán sát khắp pháp giới, trí huệ tâm rộng lớn như hư không, tất cả cảnh giới thầy đều minh bạch thấy rõ, đắc được bậc đại trí huệ quang minh tạng vô ngại, khéo phân biệt được nghĩa lý tất cả các pháp, tuy thực hành hạnh thế gian mà chẳng nhiễm pháp thế gian, đối với tất cả thế gian đã nhìn thấu buông bỏ, chẳng còn mọi sự chấp trước, các ngài hay lợi ích tất cả chúng sinh thế gian hành Bồ Tát đạo mà chẳng bị thế gian phá hoại hoặc làm ô nhiễm. Các ngài khắp làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh thế gian, biết khắp tâm hạnh của tất cả chúng sinh, tùy sở ứng cầu mà vì họ nói pháp, do đó có câu quán cơ đầu giáo vì người thuyết pháp. Các ngài đối với tất cả mọi thời luôn luôn được tự tại, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một cõi nước tên là Tam Nhãn, ở đó có vị tỳ kheo tên là Thiện Kiến. Ngươi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một cõi nước tên là Tam Nhãn, ở đó có một vị tỳ kheo tên là Thiện Kiến. Ngươi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đành lấy tử hạnh đồng nữ đi nhiễu quanh vô lượng vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử đành lễ tử hạnh đồng nữ đi nhiễu quanh vô lượng vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng tử hạnh đồng nữ, sau đó từ tạ mà đi về hướng nam, tìm vị thiện tri thức khác. Kinh Hoàng Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 11 Thiện Kiến Tỳ Kheo Phó Thác Thứ Nhất Hoan Hỷ Hạnh. Bấy giờ thiện tài đồng tử suy ngẫm Bồ Tát trụ hạnh thâm sâu, suy ngẫm Bồ Tát chứng pháp thâm sâu, suy ngẫm Bồ Tát vào nơi thâm sâu, suy ngẫm chúng sinh vi tế trí huệ thâm sâu, suy ngẫm thế gian nương tưởng trụ thâm sâu, suy ngẫm hành vi việc làm của chúng sinh thâm sâu, suy ngẫm tâm chúng sinh lưu chảy thâm sâu, suy ngẫm chúng sinh như quang ảnh thâm sâu, suy ngẫm danh hiệu chúng sinh thâm sâu, suy ngẫm lời nói chúng sinh thâm sâu, suy ngẫm trang nghiêm pháp giới thâm sâu, suy ngẫm đủ thứ nghiệp hạnh thâm sâu, suy ngẫm nghiệp trang sức thế gian thâm sâu. Lúc đó thiện tài đồng tử suy ngẫm nghĩ về Bồ Tát trụ hạnh rất thâm sâu, suy ngẫm Bồ Tát chứng đắc pháp rất thâm sâu, suy ngẫm Bồ Tát chứng nhập bậc rất thâm sâu, suy ngẫm chúng sinh vi tế trí huệ rất thâm sâu, suy ngẫm chúng sinh thế gian nương vọng tưởng mà trụ rất thâm sâu, suy ngẫm hành vi việc làm của chúng sinh rất thâm sâu, suy ngẫm tâm chúng sinh lưu chảy rất thâm sâu, suy ngẫm chúng sinh như quang ảnh hoặc trong hoặc ngoài chẳng có thật thể rất thâm sâu, suy ngẫm chúng sinh có đủ thứ danh hiệu khác nhau rất thâm sâu, suy ngẫm lời nói chúng sinh rất thâm sâu, suy ngẫm trang nghiêm pháp giới rất thâm sâu, suy ngẫm chúng sinh trồng nhân lành kết quả lành, trồng nhân ác kết quả ác, đủ thứ nghiệp hạnh rất thâm sâu, suy ngẫm tất cả nghiệp báo đều tự trang sức thế gian nhiễm tịnh, quả báo không mất rất thâm sâu.
Thiện tài đồng tử từ từ đi về hướng nam đến nước Tam Nhãn, đi khắp những nơi thành thị tụ lạc, thôn xóm, hang núi, suối chảy tìm cầu thiện kiến tỳ kheo. Thiện tài đồng tử từ từ đi về hướng nam đến nước Tam Nhãn, ngài đi khắp những nơi thành thị tụ lạc, thôn xóm, hang núi, suối chảy để tìm cầu vị thiện kiến tỳ kheo.